Rồi còn cái này á là chiếc xe, cái xe chuối đó đó là 140 vốn, lời 100 nó thành 240 ha. Thì hôm nay anh sẽ thay mặt anh khù khờ ở Úc ha, mua hết xe chuối này rồi để anh tìm cách anh gửi qua Úc sau nha không. Thì bây giờ là vừa lời vừa vốn là 240, bây giờ nè đưa 500.000 thối lại 240 cho 250 đi ha. Mua thiệt hả? Mua thiệt, trời ơi, mua gửi qua Úc mà bên Úc không có chuối, bên Úc không có chuối, bây giờ thối là 250. Rồi cả nhà mình xem clip thấy vui à, hôm nay siêu nhân có tài ghẹo được cục đá biết cười, thì cả nhà mình cho siêu nhân một like, một đăng ký nha cả nhà mình nha, cảm ơn cả nhà mình nhiều. Siêu nhân xin chào cả nhà mình nha, lại một ngày mới, siêu nhân xin mến chúc cả nhà mình luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an ha. Hôm nay siêu nhân đưa cả nhà mình đến thăm nhà cũng như là trạm của em Út ở Long An cả nhà mình ha. Thì em Út ở Long An thì cả nhà mình cũng biết qua, thì siêu nhân cũng có nói với cả nhà mình thương em Út cũng như các bé của em Út, hỗ trợ cho em Út cũng như là phụ với em Út nuôi các bé cả nhà mình ha. Em Út bị ung thư ngực, nói chung là khá nặng đó cả nhà mình biết rồi hết rồi ha. Thì đây là trước mặt đây là cái máy ấm của em Phúc. Siêu nhân xin giới thiệu với cả nhà mình ha, máy ấm của em Út này thì siêu nhân nghe nói em Út nói là chính tay em Út tự xây với cả nhà mình, ghê không. Chỉ muốn thợ làm một cái gì đó có một ngày thôi, còn nhiêu là chính tay của em Út đã làm lên được một cái máy ấm. Người đang mang một cái căn bệnh ung thư trong người mà cũng như là chịu khó lặn lội, chịu khó nuôi các bé, lụm ve chai đồ các thứ đi nuôi các bé, rồi sau đó là còn cũng phải là chịu khó xây lên được một cái máy ấm. Bây giờ siêu nhân xin mời cả nhà mình cùng bước vô trong xem máy ấm của em Út nha cả nhà mình nha. Siêu nhân xin mời cả nhà mình. Đây là ở trước mặt tiền đi vô. Thì ở đây là có nguyên một đống sắt và đống lưới. Đống sắt đống lưới này thì cả nhà mình cũng biết là vừa qua siêu nhân đã nói chuyện với lại chủ đất của miếng đất này nè, cho em Út ở nhờ đó, là tính xin là cặp theo cái bờ bên đây là làm cho mấy gà ra ở để trả cái sân này lại cho rõ mấy bé chó mình chơi nè. Nhưng người vợ thì đồng ý, siêu nhân lại tin tưởng, coi như là người vợ nói cứ làm đi không sao hết, không cần hỏi phải qua ý kiến của chồng. Thì cuối cùng là siêu nhân kêu anh 11 và con 11 lên đã mua sắt và chuẩn bị làm, thì chồng của chủ đất, của em chủ đất lại không chịu. Thì vì cái chỗ này mình phải gác qua một bên. Thì siêu nhân cũng nói thiệt cả nhà mình, đây cũng là một cái phần thiếu sót của siêu nhân, là cái như là không chịu hỏi ý kiến của chồng của chị luôn, mà hỏi một mình chị, đâm ra là cuối cùng là người chị chủ đất chịu nhưng mà chồng lại không chịu. Cả nhà mình thấy kìa, chuẩn bị cũng đâu đó hết rồi, tính là rào cái đường lưới chỗ này thôi và cho mấy gà trong đây ra, trả cái sân rộng này lại cho mấy chó, mà cuối cùng không thành công. Thì cái đống sắt này để lại đây, thì để đó rồi siêu nhân sẽ tìm cách giống như là có chỗ nào xây dựng á, siêu nhân đến siêu nhân mua lại ha cái nhà mình ha. Còn đây là đống ve chai, siêu nhân thấy là đống ve chai hôm nay khá lớn nè, khá nhiều luôn á, lớn và nhiều luôn, chắc có lẽ là mới đi lụm về mỗi ngày một tí, bữa nay là cái đống ve chai gia tăng lên. Còn ở đây là chiếc xe đẩy đi lụm ve chai, mà chắc lẽ là hôm nay đi bán thêm rồi, ở trong là có chuối để cả nhà mình thấy không. Rồi để hỏi lại coi, chắc là có lẽ là đi bán chuối thêm mà kiếm thu nhập thêm rồi cả nhà mình nè, nguyên xe chuối nè đó, tội nghiệp hay cả nhà ha, bệnh trong người vậy mà đi lụm ve chai dày đây rồi còn phải đi bán xe chuối nữa, thiệt. Còn đây là máy ấm, đây em Út đây cả nhà. Không có luôn cái chuồng được, không có bước được. Anh tới chút xíu đi, anh mới bước vô lọt. Tới chút xíu đi, không có bước vô lọt. Tới đi, mới bước vô lọt được. Sao không nuôi cái chuồng về chút xíu, em mở cái cửa rộng ra.
Trước khi mà vô trong á, Siêu Nhân giới thiệu qua một cái để thôi cả nhà mình lại chưa có hiểu rõ em Út á, là cả nhà mình buồn thì em Út khiêm tốn trong cái việc ăn nói chứ, cả nhà mình ha, cũng là hơi khiêm tốn trong cái việc ăn nói và cũng trong cái việc lễ phép chào hỏi cả nhà mình á, mong cả nhà mình cũng thông cảm ha. Các bé thì hôm nay thấy khá ok, được cái sự chung tay của cả nhà mình, hôm nay tụi nó nhìn khác nè, lông lá đầu mọc ra, mập mạp lên. Đây là những con gà, những con gà này là anh Út nói chung là chỉ biết nuôi thôi, nuôi chừng nào chết thì thôi chứ không có ăn thịt cho cả nhà mình ha. Gà ta đó vàng á, gà ta đó, nhưng mà không có ăn thịt, không có buôn bán con nào hết á, nuôi chết thì thôi. Vì cái chỗ này Siêu Nhân thấy vậy, Siêu Nhân mới muốn mở một góc bên hông á, cho mấy con gà này cũng đều được thoải mái, mà chó của mình cũng được thoải mái luôn, mà cuối cùng lại không thành công. Có cả nhà mình tính đi, nếu như mà thật sự ra mở được cái này ra cho mấy con gà ra bên một cái hông bên đây nè, ra một cái hông dài dài, cái sân này trả lại cho mấy Becky mình thì phải nói là quá ok, mà cuối cùng lại không thành công. Tụi nó này mập mạp mướt luôn của nhà mình, mướt ha, tụi nó mập mạp đúng mướt luôn á. Thấy cũng có phơi đồ giặt quần áo rồi, ơi bữa nay lại có thêm cái đèn nữa ha, mới mua cái đèn này à? Đèn của chị mà anh có anh cho em đó. Lâu chưa? Hả? Cho lâu chưa? Cho anh nói với chị cũng mới gửi, không gửi cho mấy nè, cho anh kẹp vào vô rồi cái mắt xuống rồi sao nay không đeo? Chứ em đã không xuống cho nó hết hả? Không xuống đây hết. Thì làm cọng dây máng vô sao á, làm mấy cọng dây máng vô cái ốc phía sau mình không có đớp được. Chị bà mới gỡ cho em uống em nữa. Đi mai mấy đứa chị bà gỡ cho mấy hộp mấy xúc xích đó, ăn còn hai hộp. À xúc xích này của chị gửi lên cho đó hả? Đúng rồi. Cái chị mà cho thuốc uống trị cái ngực á hả? Chị gửi khăn đồ cho em nè, với cuốn lên. Được chị thương dữ vậy hả? Được chị thương dữ vậy ta. Cho mền mấy đứa, cho mền mấy đứa ngủ giặt thôi á. Được chị đó thương dữ ha. Cho xúc xích đồ cho mấy bé kia ăn còn hai hộp hả? Ừ, với cho đâu bò dò viên mấy ký nữa ăn hết à. Bò dò viên ăn hết à? À. Vậy mà cũng được cả nhà mình thương nhiều rồi thôi chứ, hạnh phúc chưa, đỡ lo rầu chưa, đừng có lo, đừng có nghĩ gì hết. Nếu mà mình chăm sóc con bé tốt, mình đừng có nghĩ cái gì quá xa, là cái cuộc sống của mình nó thoải mái ra, sức khỏe của mình nó ổn định, đừng có lo. Chùi rửa bàn thờ đi, mình rảnh thì mình em quét lại cái đất của em, cái tại vì em đốt tối ngày á. Thì mình vệ sinh, mình chùi rửa, mình có một cái tấm lòng kiểu như là phụng bái chút xíu thì là trời Phật sẽ phù hộ cho mình, em phù hộ cho mình. Em đốt hai ngày là vô rồi, em chùi hoài à. Tại đó em ở nhà là em đốt bóng đèn rồi là dập đi ha. Rồi cái mình lau chùi, mình có thể là mình cũng cúng bông hoa gì đó cho bàn thờ Phật sẽ phù hộ cho mình sức khỏe tốt. Lên giường đứng về bữa giờ có đứa nào xé niệm không? Có, em để vậy cho nó nằm luôn nè, đặng em dọn nhà, chứ cái giường này thưa quá, nó không có chảy, cái này nó lọt cái chân nó xuống. Cái giường của mình mà, chứ phải giường của tụi nó đâu, cũng lọt cái chân. Đó, không ấy, nó lọt cái chân. Sao không đem mắt kính vô cho nó sáng sủa cái đường mà. Làm cái cọng dây á, làm cái cọng dây thả vô phía sau mình nó không có rớt được. Ừ. Mà bữa hổm đeo giường mà sao mà nó nay rớt, nó lỏng rồi, nó lỏng ra, nó rộng ra hả? Cái mặt kiến bự hơn cái mặt em. Cái mặt kiến nó bự hơn hả? Ừ. Nó đẹp, bữa hổm mình chọn mà. Đúng không? Rồi, đeo vô có ai khen đẹp không? Hả? Đeo vô có ai khen đẹp không? Quá đẹp đi chứ. Mà thấy đường rõ, chăm sóc của tụi nó rõ nữa. Mấy cho con bữa hổm ở trong đó này ra ngoài hả?
À, lì lắm, giỡn đồ dữ lắm, chơi. Làm bảo hẩm nằm trong gỗ đây đó đúng không? Cái này hả, ai lót vậy? Em. Thời chính luôn á hả? Lót đẹp chứ ta. Em lót mình nên em làm, anh em không mà đâu ai vô. Nguyên cái nhà này mà mình nên làm luôn hả? Công công méo méo mình đó ảnh đó. Nhưng mà cũng hay, rồi ai trộn hồ đưa lên rồi ai xây? Em xây rồi mà múc từ từ, ngày xây có mấy chục cục. Tự trộn hồ rồi tự đem gặp vô rồi tự xây luôn. Còn đi làm mướn cho người ta đó, buổi tối em về mới xây. À, ban ngày thì đi làm, buổi tối về xây. Trời ơi. Hôm nay Xuân Ngân mới đứng cạnh một cái dách, quay thẳng cái dách bên trong cho cả nhà mình xem. Cái dách nó đứng lên nè, thấy không? Thợ dữ dằn chưa? Rồi hay thiệt á chứ, tự xây nguyên căn nhà vậy là quá dữ luôn. Ủa, rồi, đi phụ hồ biết cách hả? Có nghĩa là em đi phụ hồ rồi em biết cách trộn hồ xây hồ hả? Không có, hồi nào giờ không có phụ hồ, tự em biết rồi. Rồi sao biết xây? Thấy người ta làm, giờ người ta làm. Rồi sao mà thầy? Cái này tự em nói luôn chứ. Cái này thì không nói rồi, nhưng mà cái dách này làm sao cho nó đứng lên? Thì có thả dây thả lập lòn gì không? Như làm cái này hồi lùng hồi cho đó là em ra em lấy dây cái em căng em đo ngay cái là em gạch từ từ ở dưới thôi. À có em biết anh 11 không? Biết. À, anh 11 á, ảnh cũng thợ hồ nhưng mà nghề ảnh còn hơi yếu á, ảnh muốn tìm thầy để nâng cao tay nghề mình lên á. À, em có sẵn lòng là chia sẻ tay nghề của mình để nâng cao tay nghề của anh 11 lên không? Em đâu có biết đâu, em tự làm, tự mình suy nghĩ cái mình làm luôn à. Không, nhưng mà hay thiệt, cái này đại sư Nhân cũng nói giỡn cho vui. Thì thật sự ra một người phụ nữ mà chưa từng đi phụ hồ qua, em chưa đi phụ hồ qua phải không? Không có làm hồ. Đó, thấy người ta làm là tự rồi trộn hồ, mình lấy cát rồi mình trộn mình tự xây. Rồi mướn người ta làm 2 ngày là làm cái gì? Mướn hồ hổng nghe nói. Mướn người ta làm ở đằng trước này là có 1 ngày thôi. Là có 1 ngày, 1 ngày thôi. Là người đó làm cái gì cho mình? Hai người làm cái gì cho mình? Là chồng 4 cái cột. À, cái như là 4 cái cột này là thợ trồng. 4 cái cột ở đây 1 cây, ở dưới góc kia 1 cây, ở dưới góc kia 2 cây. Đúng rồi, dưới lập tôn lên là thợ làm, còn toàn bộ cái tường này là mình xây. Vòng vòng cửa rồi nè em làm nè. Cửa mình làm luôn hả? Không hay đâu, cái này nè em xây cửa rồi nè, bởi đâu hay đâu, anh thấy không? Ngay đó em, trời ơi, em nói xây đâu nó dính nè, thấy không? Thấy gặp, nhưng mà dính thẳng tưng luôn á, thật chứ bộ dở đâu, trời ơi. Quá rồi, kiểu này thợ hồ thất nghiệp hết. Sủa cái gì? Lũ sao mày dai với vậy giờ lũ? Cười nè, hả không cười nè. Súng chân luôn á. Cười súng luôn hả? Con cười hả? Mèo bữa giờ có bị gì không? Cái gì à? Mèo có bị gì không? Đâu có bị gì, đằng sau em chưa dọn đó, anh quay khúc này thôi. Chưa dọn hả? Chưa dọn lòng cũng... mèo, em mới đi mua chuối về. Bây giờ mà chưa dọn cũng quay luôn, cũng đã thấy hết rồi chứ. Chưa mèo có sạch sạch không mà, khoe là khoe là khoe hết luôn, xấu đẹp. Mèo nó luôn. Xấu khoe tốt che chứ, quay hết luôn. Đó. Hay thiệt chứ, nói chung là chuyên gia nói đùa với cả nhà mình cho vui, cũng thay đổi giống như thay đổi một bầu không khí, nhưng mà thật sự ra là cũng... Nếu như một người phụ đàn ông á, với đàn ông á thì là sẽ có một cái nghĩ khác, nhưng mà với siêu nhân xin lỗi ha, rất là nhiều người cũng có tay nghề, nhưng mà với một người phụ nữ mà tay ngang chưa bao giờ mà biết đi phụ hồ gì qua mà tự dám làm lên một căn nhà như thế này, mặc dù là xuân nhân nói thật nó không ngay ngắn, nó không thẩm mỹ thiệt, nhưng mà nó cũng cấu kết ra biết cách trộn hồ, hơn nữa thì là một mình làm, vừa trộn hồ vừa đem gạch vô, nói chung là tự xây đó. Như làm cái này bữa hổm em cũng làm nè. Cái này em làm luôn hả? Em làm không à, trong đây là giả sử anh có tiền mướn người ta, em sợ người ta ngại á. Mấy chó sủa rồi người ta với người ta ngại sợ hôi á, cái gì em cũng làm hết á. Rồi ở nhà có dự báo thời tiết không? Có nghĩa là cái nhà mình ở ngoài mưa có trong nhà có nước không? Hả? Ở ngoài mưa có trong nhà có nước không? Hả? Không hả? Đúng rồi, hên ha. Tưởng đâu có dự báo thời tiết ngoài mưa trong nhà có nước. Cuối cùng thì chắc bé thôi, là có một cuộc sống cùng với một người mẹ, mặc dù sức khỏe không tốt,
nhạy bén lắm, nhưng mà các bé cũng đang sống trong một cái vòng tay yêu thương của em Út. Ý Xuân Nhân muốn nói đây là từng viên gạch chính cái người nuôi của mình là mẹ của bé, là em Út xây lên một cái máy ấm này. Từ mỗi một ngày nó một miếng thì nó cũng ra được một cái máy ấm. Hơn nữa thì nhìn cô tụi nó thì nó đúng là tương đối ở nhà mình ha. Nói chung là nói về một cái sự mập thì Xuân Nhân thấy có mập á, nó có là tròn trịa đó. Nhưng mà cái giống này là như là nó không có lông chứ không phải nó diêm da quá. Để coi có diêm da không? Không. Cho nhìn cái coi có diêm da không? Cái này cái giờ có giống của bé nó vậy rồi. Nó tới mùa trời lạnh là lông nó màu xanh xanh. Đúng không? Tới mùa lạnh tự động lông mọc lên đúng không? Mùa lạnh đúng là rồi, nó hiểu đổi rồi. Màu và lông khác. Hiểu rồi. Bé cái này là giống nó vậy cả nhà mình. Có con là nó không có lông luôn á. Có con là nó không có lông luôn á. Rồi đồ ăn được hôm nay sao? Em cho mấy đứa ăn y như mình ăn vậy. Rồi đó tới giờ vậy. Gạo còn nhiều không? Em mới mua nữa mà. Mới mua 100kg hả má hả? 100kg ăn hết rồi, giờ mới mua 100kg nữa đó. Trời ơi, ngon dữ vậy hả? Thịt mỡ nó đâu ăn, cho ăn thịt nạc không à. Trời ơi, hèn chứ đứa nào đứa nó còn cho à. Em đâu có ăn đâu. Em ăn chay không? Em miếng ăn lắm. Miếng à? Sữa rồi, mà là cái sữa này là cho mấy đứa uống thuốc á. Hả? Sữa là cho mấy đứa uống thuốc nè, em mua thuốc để dành cho nó nè, uống cũng ấy. Cái thuốc này nói chung là hay lắm nè, thuốc bịch đó. Nghiêng lại đó đổ nè, thuốc này là mở cái nắp rồi phải mở đứng lên sao lại mở nghiêng. Ối ỉa hay bất cứ bệnh gì là uống vô là hết liền à, nói chung là trị bá bệnh luôn á đúng không? Là sữa là cho nó uống ngay với sữa rồi mình pha nước quậy sữa vô cho nó uống. Rồi cái bé mà bị tử cung có hổm sao rồi? Hết rồi, em chỉ cho nhỏ hết rồi kìa. Rồi em làm sao rồi hết? Bữa đó đi ra ngoài là cái gì kêu bạn gì á, xạ trị á. Cái bữa đó cho ngủ một đêm cái thấy tội nghiệp quá trời. Em chạy ra người ta chưa, người ta nói mới có ấy chiều tối mới xạ trị, đem thuốc về mới xạ trị. Cái em đi mua miếng thảm cho nó đặng đem lại đó đặng tối nó ngủ, thấy người ta cho đứng trong lòng không sợ nó cắn cái đó đau. Rồi dưới mua cơm lại chưa rồi cuối cùng rồi, rồi cái em đi ra thấy nó đứng nó nhìn quá, cái chiều tối em đi ra rước nó luôn. À, rước đem về tự trị luôn. Đem về xạ trị rồi về mình. À, cái... nói chung là ngoài đó xạ trị rồi thì đem về đây là mình dưỡng bệnh ở tại nhà. Mình chăm sóc. À, rồi bữa nay nó đâu rồi cho anh coi cho cái nhà mình coi luôn. Em lấy mấy mũi thuốc bồi dưỡng đó em chích cho nó. Rồi đó là nó là con nào nó đó? Đằng trước nè. Con chó mà không có lông cục ngắn cái đuôi nè hết rồi. Bữa em nè nó nè, đen. Đâu ẩm ra cho xây cái đít lại cho cả nhà mình coi. Đây cái bố ơi. Ra đây bé. Người mày hung tao mệt mày quá nè. À đúng rồi, thấy rồi. Rồi thấy rõ hết rồi. Thấy rồi. Rồi đứng đó luôn đi. Thôi con nó xây vô đi, xây vô anh đứng ngoài cho em đứng trong đi. Quay lại. Sao gồm âm sầm quay da nhách luôn á trời. Rồi nè. Đây là $100. $100 Mỹ. Tiền này là không có gấp lại nha, để thẳng nha. Để thẳng ha. Nè. Xem đây nhộm đây nè là sao anh không đổi gì mà em luôn đây đổi luôn đúng không? Rồi đổi luôn 2.3 triệu. Bây giờ thì cứ cầm đi rồi anh đổi luôn cho 2.3 triệu, 2.350.000 nha. Nè xây đây nè, $100 Mỹ này á, $100 Mỹ này á là của bạn Hà Vi ở Mỹ, ở tiểu bang Minnesota.
hỗ trợ cho em 100 đô để em mua thức ăn cũng như là cái gì phụ cho các bé. Ha. À, anh xin nhắc lại nha, 100 đô này là của bạn Hà Vi ở Mỹ, ở tiểu bang đó là Minnesota, không biết siêu nhân đọc đúng không cả nhà mình. À, hỗ trợ cho em 100 đô để như là phụ với em là nuôi các bé ha. Rồi em có lời, đôi lời gì gửi đến Mạnh Thường Quân mình, cứ như là bạn Hà Vi không? Em xin cảm ơn chị Hà Quy cho em 100 đô để mua thức ăn cho mấy bé, em cảm ơn. Đừng có gấp lại, đừng có gấp lại. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi sao nữa? Cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân nữa. Em cảm ơn tất cả anh chị em Mạnh Thường Quân. À, trong nước nhà ngoài nước rồi cái như là nước giúp đỡ cho mấy bé em với em, cảm ơn nhiều. À rồi cái như là có xin Mạnh Thường Quân là nhớ đến đến em phụ giúp em và các bé không hay là sao? Em cũng bệnh hoạn, em xin gạo cho mấy bé ăn. Rồi siêu nhân đã nói rồi cả nhà mình ha. À, nói chung là Út cũng là hơi khiêm tốn cách ăn nói, nhưng mà cả nhà mình thương sẽ hiểu cuộc sống vất vả cũng như là ráng đùm bọc mọi thứ mà lo cho các bé, thì siêu nhân nghĩ là dù như thế nào cả nhà mình cũng yêu thương em Út cũng như là chung tay cùng với em Út phụ với em Út chăm lo cho các bé, sẽ có một cái em Út sẽ không có đỡ lo thì cái căn bệnh của em Út nó sẽ không có tái phát, và sức khỏe nó cũng là có để là nuôi các bé tốt hơn. Giống như là cả nhà mình hồi nãy cũng đã thấy là đi bán chuối hả? Rồi mua chuối bán bậy mà bán được mấy lần hay là mới bữa đầu tiên? Cách bữa hổm cũng có bán đó, em nhức đau em không có bán. À bán rồi xong rồi nhức đau lại nghỉ xong rồi bữa nào đẩy xe lên đẩy xe xuống cực, cái giờ em mua ống phá chiều gửi xe trên lùng. À. Mua ổ phá nữa, phá vô cái cây. À là khỏi đẩy xuống cái dốc này đúng không? Khỏi đẩy xuống cái dốc này đúng không? Đúng rồi, đẩy lên đẩy xuống đẩy đâu có nổi. Lên dốc một thước mấy đúng không? Rồi bán một xe chuối về lời được bao nhiêu? Bán một xe chuối, hết xe chuối hay bán hết xe chuối lời được nhiêu? Bán hết cái đó lời cũng 100. Lời 100 ngàn hả? Ừ. Mà hết cái xe chuối đó là bao nhiêu tiền? Hết xe chuối đó 100 mấy vốn. Nhiêu vốn? 100 mấy. Trăm mấy là trăm mấy? 140. 140 vốn với lời 100 là 240. Trời ơi bán một lại một, bán ghê, bán mắc thế hả? Vốn 140, vốn 140 mà bán lời 100, bán một lại một luôn, trời trời. Bán ghê vậy? Bán bán mắc dữ lắm hả? Có là chuối em mua 1 ký 7.000. À rồi bán nhiêu ký? Bán 12.000 ký. Bán nhiêu? 12. À ký 7.000 bán lên 12.000. 7.000, 12.000. 7.000, 12.000. 7.000, 12.000 là bà lời 5.000 một ký. Lời 5.000 một ký mà 50 ký lời 50. Thì đúng rồi, 50 ký lời 50.000, nhưng mà bán hết xe đó thì lời 100.000. Ừ. Vốn có 140 bán lời 100. Ừ. Bây giờ bán mà có ship đi không nè. Có bao ship không? Ship là gì? Ship là mình giao hàng tận nơi đó. Không. Hả? Không. Ship giao hàng tận nơi, mình chở đi giao hàng tận nơi ship không? Không. Nè, xe nó chơi chứ xe qua đây cho cả nhà mình nói chuyện với nhà mình nghiêm túc chút xíu. À, giỡn nhưng mà phải nghiêm túc. Bây giờ là không có bao ship đúng không? Không. Tưởng đâu có bao ship mà mua, có một anh ở Úc anh mua hết luôn. Bao ship không? Không. Không bao ship hả? Không bao ship về làm sao? Hết xe chuối đó là 140 đúng không? 240 đúng không? Vừa vốn vừa lời là được 100.000 rồi đúng không? Ừ. Rồi. Chờ xíu. Đổi là 100 đô này là thành tiền Việt luôn đúng không? Đổi em đâu có biết đổi đâu mà anh kêu em đổi. Rồi, thì bây giờ em cảm ơn bạn bạn Hà Vi ở ở tiểu bang Minnesota đi. Rồi anh sẽ đổi. Em cảm ơn mà bạn Hà Vi. Bạn Hà Vi ở tiểu bang ở Mỹ đi. Mình xưng em hay xưng chạy? Xưng bạn mà, đã xưng bạn rồi. Em cảm ơn chị Hà My ở bên Mỹ. Hà Vi. Hà Vi ở bên Mỹ. À. Cảm ơn gửi cho em 100 đô mua đồ ăn cho mấy bé với gạo. Em cảm ơn chị Hà Vi. Rồi.
Rồi siêu nhân sẽ, nói chung là thật sự ra đây không phải là siêu nhân nói giỡn, nói vui chơi với em Út và cả nhà mình để cho em Út có nụ cười, mặc dù nó hơi tiếu tiếu, nhưng mà đây là cái sự là siêu nhân muốn gây một cái bầu không khí khác, chứ không, siêu nhân không có ý là xúc phạm với em Út nha cả nhà mình ha. Không phải là siêu nhân thấy em Út nói chung là ít ăn nói giống như nãy giờ mà siêu nhân lại chọc như vậy, là không phải là siêu nhân có ý xúc phạm, nhưng mà cuối cùng thì siêu nhân cũng chọc được em Út có được mấy nụ cười, cả nhà mình thấy không? Để siêu nhân muốn cố gắng là thay cái đổi bầu không khí chút xíu với cả nhà mình, cũng như là em Út có một cái cách nhìn khác, một cái suy nghĩ vui vẻ hơn trong cuộc sống. Thì rõ ràng là em Út đã vừa mắc cỡ mà vừa ấy là quay ra nở được mấy cái nụ cười, thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó, cả nhà mình nghe rồi ha. Rồi, thôi nè, không có ồn. Rồi, em đếm giùm anh số tiền này đi, bao nhiêu tiền? Đếm giùm anh cho rõ lên cho bạn Hà Vi thấy và cả nhà mình thấy. Hai triệu ba năm chục đúng không? Rồi anh đổi cho em 100 đô của bạn Hà Vi ở Mỹ hỗ trợ với em nuôi các bé đó ha. Dạ. Rồi còn cái này á là chiếc xe, cái xe chuối đó là 140 vốn, lời 100 nó thành 240 ha. Thì hôm nay anh sẽ thay mặt anh khù khờ ở Úc ha, mua hết xe chuối này rồi để anh tìm cách anh gửi qua Úc sau nha không? Thì bây giờ là vừa lời vừa vốn là 240. Bây giờ nè, đưa 500.000 thối lại 240 cho 250 đi. Ha. Mua thiệt. Trời ơi, mua gửi qua Úc mà bên Úc không có chuối. Bây giờ thối là 250. Đúng rồi, thối là 250. Rồi, thối là 250 đúng không? Thì cái xe chuối này á là của anh khù khờ ở Úc mua ha, mua hỗ trợ cho em ha. Nhưng anh khù khờ ở Úc á lại là anh nói là anh mua chuối nhưng mà anh không có ăn chuối, anh gửi lại cho em luôn, coi như là để cho mai chiều em sẽ đi bán, em hiểu không? Nó chín lên rồi em sẽ đi bán, rồi em kiếm thêm được một số như vậy nữa. Có nghĩa là anh khù khờ ở Úc mua chuối ủng hộ cho em nhưng không có lấy chuối, gửi lại cho em buôn bán ra, em kiếm thêm thu nhập để lo cho các bé và coi như là hỗ trợ cho em một chút nào đó như là tinh thần để em vượt qua được cái căn bệnh. Yeah. Rồi em có gì em cảm ơn anh khù khờ mua xe chuối của em 500.000. 500.000 luôn hả? Phải không? Sao 500.000? 240 mà. 240 anh gửi cho em lại, em thôi anh gửi lại cũng như 500 thôi. Ủa bậy, vậy là xung nhân lộn rồi, có nhà mình. Xung nhân bậy, em thôi lại 250 đây. bậy chút chút xíu nữa nhờ em Út nhắc xung nhân thôi, xung nhân lỗ rồi. Có nghĩa là anh khù khờ ở Úc mua hỗ trợ cho em Út xe chuối này với giá là 250, 240 thôi, nhưng mà mua luôn 250. Nhưng anh khù khờ ở Úc không có lấy chuối, có nghĩa là xe chuối vẫn còn ở đây, thì em vẫn bán là em kiếm được 250 giống như vậy, chứ không phải là anh đưa cái này đúng không? Trời ơi, nãy giờ cười 5-6 lần rồi đó, rồi bao nhiêu thang thuốc bổ rồi đó. Đúng chưa? Siêu nhân lộn thôi, siêu nhân nhà em Út nhắc chúng thôi, siêu nhân lỗ thêm 250 nữa rồi. Trời ơi, chết siêu nhân ra nhà mình ơi. À, nói chơi với cả nhà mình cho vui, thì thật sự ra siêu nhân cũng muốn làm cho một người nào đó hầu như là sống trong cái nội tâm rất là nhiều, để là có một cái nụ cười, thì cuối cùng em Út cũng nở được mấy nụ cười. Thì em cũng xin thay mặt anh khù khờ cũng như là thay mặt cả nhà mình là em xin quyết định thay mặt anh mua giùm cho em Út xe chuối này, để cho em Út có đi một cái thu nhập để lo cho các bé, cũng như là em Út sẽ nhẹ nhàng lại, bán được thì bán, không bán được thì đem về coi như là em Út cùng các bé cũng ăn cũng được, tại vì mình đã hỗ trợ rồi. Thì mặc dù là chưa có trong nhất thời á, cả nhà mình, thì siêu nhân chưa có hỏi được ý của anh khu khờ ở Úc, nhưng siêu nhân hiểu được cái ý anh khu khờ ở Úc muốn giúp những cái hoàn cảnh như thế này, đặc biệt như thế này, thì siêu nhân nghĩ là anh khu khờ ở Úc sẽ nói chung là bằng lòng cái cách cư xử của siêu nhân. Em xin đại diện cho gia đình em Út, cũng như là đại diện cho tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước, cũng như là quý khán giả, một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến bạn Hà Vi ở Mỹ, cũng như là cảm ơn đến anh khù khờ ở Úc rất là nhiều. Em xin chúc Hà Vi và anh khù khờ ở Úc luôn luôn gặp được nhiều sức khỏe, và cũng xin chúc cả nhà mình, cũng như là xin chúc em Út được luôn luôn được nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, hay cả nhà mình ha, đặc biệt nhất là em Út.
sẽ được là luôn luôn lúc nào cũng tươi vui, quên đi cái buồn lo, có những cái nụ cười như vậy là sẽ căn bệnh nó sẽ không có tái phát, không có hoành hành bớt, để có sức khỏe chăm lo các bé tốt hơn. Thôi siêu nhân và em Úc xin chào tạm biệt cả nhà mình ha, cả nhà mình trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà mình nha, bye bye đi. Nãy giờ ghẹo cười quá trời luôn, cả nhà thấy không? Bye bye.